Hello, xin chào quý anh chị đã quay lại với Ichimoku Club. Thì đến với cái buổi chia sẻ hôm nay, mình giới thiệu cho anh chị đó mà một cái mã cổ phiếu liên quan tới xây dựng bất động sản trong thời gian sắp tới anh chị. Thì đối với mã cổ phiếu HBX này thì ở cái giai đoạn vừa rồi nha anh chị, ở giai đoạn vừa rồi nó có một nhịp tăng khá mạnh, nó điều chỉnh, kết thúc cái sóng điều chỉnh thì bây giờ nó quay lại chị, nó quay lại. Thì đối với cái phiên hôm nay thì mua là đẹp nhất chị. Mà phiên hôm nay thì anh chị mà phát hiện được cổ phiếu này thì vào lần là đẹp nhất. Đối với mã cổ phiếu này thì nó liên quan đến mặt trung hạn nhiều hơn anh chị. Trong cái ngắn hạn thì khả năng sinh lại cái lợi nhuận của nó cao, nhưng mà phải view về cái mặt dài hạn. Nếu như trong cái thời gian tới nó tích cực và nó quay lại những cái vùng giá như 40 gì đó, đó là cái target 1 của cái mã cổ phiếu này. Và khi mà nó hình thành lên được cái target 1 này rồi mà nó phá được cái khu vực cái vùng giá kháng cự ở cái vùng đỉnh này nha anh chị, thì bắt đầu nó sẽ hình thành lên một con sóng khá lớn, khả năng nó sẽ tăng rất là khỏe trong cái giai đoạn sắp tới nha anh chị. Chú ý cái mã cổ phiếu này, đặc biệt là phiên ngày mai gì đó nó test đỏ thì anh chị có thể bắt đầu có thể tham gia được ở cái giai đoạn vùng giá 35 nha anh chị. Mua ở đây 35 là đẹp nhất anh chị, mua càng thấp càng tốt anh chị. Đối với mã này thì nó liên quan về cái mặt trung hạn, nó có thể là đi dài với anh chị, mang tính chất đầu tư nó cao hơn nha anh chị nhà đầu tư. Thì ở đây là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp nha anh chị, nó có cái mô hình dạng như vai đầu vai anh chị, vai đầu vai. Đây là một trong những cái mã cổ phiếu rất là đẹp, thì mua ở đây trước, sau này nó phá cái mô hình giá này nó tăng lên nữa thì cái target của nó sẽ được dời lên rất là xa, đâu đó vùng giá 50 đến 60 nha anh chị. Thì đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà anh chị nên tham gia vào những cái vùng giá này, nên tham gia vào những cái vùng giá này. Và khi mà nó tiếp tục nó tăng giá lên thì bắt đầu mình sẽ tính tới câu chuyện gia tăng. Theo cái hướng tăng của nó, đây là một mã cổ phiếu nó mới gì chớm lên thôi nha anh chị, mới chớm nữa thì anh chị có thể mua được. Đừng có lựa chọn trong giai đoạn này, lựa chọn những cái mã cổ phiếu mà nó mới chớm như thế này, nó sẽ mang lại một cái an toàn hơn rất là nhiều cho quý anh chị nhà đầu tư. Ok, thì mình giới thiệu cho anh chị nhà đầu tư, anh chị nào tham gia vào thì nếu như có lợi nhuận thì có thể mời cà phê theo cái số tài khoản bên dưới nha anh chị. Chúc anh chị thành công. Đây là một cái mã cổ phiếu đẹp nha anh chị, đặc biệt là anh chị nào quan tâm hơn nữa thì có thể tham gia vào những cái round khách hàng bên mình để nhận những cái tín hiệu mua bán trong thời gian sắp tới nha anh chị. Ok, xin chúc anh chị thành công đối với mã cổ phiếu này, cổ phiếu đẹp nha anh chị. Ok, xin chào và hẹn gặp quý anh chị vào những cái video tiếp theo.